Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi ngày hội đồng xét xử nhận định xong về hành vi của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi gây ồn ào khiến cho hội đồng xét xử phải nhắc nhở, và đề nghị cảnh sát tư pháp đảm bảo trật tự phiên tòa. Chiều ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt chung là tử hình. Trước đó, Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không phạm tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có cơ sở xác định việc truy tố bị cáo về tội danh này là không oan sai. Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Lan có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi từ đó hội đồng xét xử xét thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo trương mỹ lan theo quy định của bộ luật hình sự mới đủ tính gian đe theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng ngân hàng scb ngân hàng việt nam tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng bị cáo lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng scb sau hợp nhất Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo là có căn cứ. Theo hội đồng xét xử, căn cứ và các tài liệu chứng cứ và quá trình thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Đối với năm bị cáo đang bỏ trốn, trước khi mở phiên tòa, hội đồng xét xử đã có thông báo kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên các bị cáo vẫn không ra trình diện. Với việc vắng mặt này, các bị cáo đã từ bỏ quyền tự bào chữa của mình. Việc xét xử vắng mặt các bị cáo là phù hợp pháp luật. Các luật sư bào chữa cho bị cáo không có ý kiến về quyết định này. Bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, thành viên hội đồng quản trị SCB và bị cáo Lưu Quốc Thắng, nguyên trưởng ban kiểm soát SCB, vì lý do sức khỏe không đảm bảo đang phải điều trị nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra đầy đủ, có căn cứ. Sự vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, nên hội đồng xét xử đồng ý cho các bị cáo được xét xử vắng mặt. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Theo hội đồng xét xử, sau khi hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cũ, thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và thương mại cổ phần Đệ Nhất thành ngân hàng SCB, Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của SCB, tính đến tháng 10 năm 2022 là 91,5%. Vì vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo Lan chỉ nắm giữ 5% cổ phần và hai con gái mỗi người 5%. Việc bị cáo khai đứng tên cổ phần giúp người thân và bạn bè là không có căn cứ, hội đồng xét xử không chấp nhận theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng, việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên 65% cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông, mặc dù không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo Lan gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần nên có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này, do đó bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Vì vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng để phục vụ mục đích của mình. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo tội tham ô tài sản là có căn cứ. Do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội, tham ô tài sản là đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án, theo hội đồng xét xử, trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử cho biết nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo, số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên. Bởi nếu theo cách tính đó thì giá trị tài sản đảm bảo sẽ không được cấn trừ cho các khoản vay khác, nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ. Đối với vấn đề lệch 20 mã tài sản đảm bảo, Hội đồng xét xử cho biết có 20 mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn, nên các mã tài sản theo xác định của Viện Kiểm sát là chính xác. Đối với các thành viên trong đoàn thanh tra, mặc dù kết quả thanh tra tại ngân hàng SCB là rất xấu, nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo các cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4, nhóm 5 đối với 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, dự án 6A, dự án Royal Garden với tổng dư nợ 37.900 tỷ đồng. Với thực trạng tài chính của ngân hàng SCB, qua kết quả thanh tra có đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào dạng kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, khi trình Lê Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước để báo cáo chính phủ. Theo hội đồng xét xử, trong và sau khi thanh tra, tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra đều nhận lợi ích vật chất từ ngân hàng SCB, với số tiền nhận được từ 40 triệu đồng đến 390.000 USD. Theo diễn biến phiên tòa từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, 66 bị cáo làm việc tại SCB, hệ sinh thái vạn thịnh phát, công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo, doanh nghiệp khác, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế, làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan và không hưởng lợi trong vụ án để được hưởng mức án khoan hồng. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân, bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. 18 bị cáo thuộc đoàn thanh tra tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước tại SCB và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận tiền của SCB trong giai đoạn thanh tra ngân hàng này để bưng bít sai phạm, che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém. Tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm. Song giữa bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước và bị cáo Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Người ra quyết định thanh tra tranh cãi khi xác định ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này. Đỗ Thị Nhàn cho rằng làm sai do Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo, còn viện kiểm sát xác định bị cáo Hưng chủ mưu cầm đầu. Ngược lại, bị cáo Hưng cho rằng không chỉ đạo ai, không chủ mưu. Luận tội, viện kiểm sát đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan từng bước nắm giữ, chi phối đến 91,5% cổ phần SCB là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, rút tiền SCB sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch COVID-19, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 và 31 bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước nhân dân và scb trương mỹ lan có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội từ hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế chức vụ nói riêng. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết, những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.